lời nói đầu tiên, em Bích Phượng thay mặt câu lạc bộ cảm ơn anh chị đã nhiệt tình và cổ vũ cho chị ca sĩ buổi tối đêm nay, và em chúc anh chị luôn vui vẻ mỗi ngày để thỏa mãn niềm đam mê ca hát, để quên đi những ngày làm việc mệt nhọc. Và khi xuống live, chúc anh chị ngủ ngon, mơ đẹp.